mà bạn anh Trúc đã gửi cho mình nè. Tóc thì đã bị hư hết rồi. Và chúng ta sẽ cắt bỏ tóc này đi và làm cho búp bê một cái mái tóc mới. À, bạn anh Trúc thì mong muốn búp bê của mình trở thành một công chúa cổ trang. À, hôm nay thì mình cũng sẽ cố gắng làm á, tại vì mình cũng không có đủ đồ các bạn. Rồi mình sẽ xóa đi lớp makeup. Mình sẽ làm phần tóc trước. À, chúng ta sẽ làm những bước như thường lệ để có được cái mũ trùm tóc giả cho búp bê. Sau đó thì mình sẽ dán tóc lên nè. À, đáng lẽ mình phải chọn một cái màu tóc màu đen và thẳng cho nó phù hợp với thời cổ trang, nhưng mà hiện tại không có nên mình đã sử dụng luôn cái màu tóc này và nó còn hơi xoăn phía đuôi nữa. Hy vọng là chút nữa lên sẽ đẹp ha. Rồi mình sẽ dán hai mái cho búp bê này. Màu tóc ngày hôm nay mình chọn thì nó có màu hơi xám và đuôi thì có màu hồng, và mái tóc được uốn xong nhẹ ở phần đuôi. Mình đã dán xong hai bên tóc rồi nè. Bước tiếp theo á là mình sẽ phải cắt phần chính giữa của tóc ra. Và chúng ta sẽ sử dụng thêm những cái tóc dán vào phía bên trong. Chúng ta dán và bật ngược tóc ra ngoài, dùng cái kẹp để chúng ta định hình tóc ha. Hôm nay thì mình cũng đã làm rất là nhiều trong những video trước rồi, các bạn nào xem nhiều thì có thể là đã biết. Bây giờ mình đã kẹp hai bên mái được hình rồi thì mình sẽ sử dụng keo UHU để dán hai phần mái lại với nhau. Keo UHU thì có thể bán rất là nhiều trên Shopee, và mình sẽ để những cái đường link ở phía dưới video, những cái món đồ mình làm trong video này. Thì chúng ta sẽ nếu mà các bạn muốn mua thì chúng ta click vào phía dưới nha, mình sẽ để trong phần mô tả cho các bạn. Rồi mình sẽ sử dụng băng keo để mình che cái những cái lớp tóc ở bên trong không có đẹp. Rồi vậy là chúng ta đã hoàn thành xong mái tóc ngày hôm nay cho bé rồi đó các bạn. Tiếp đến thì tất nhiên là chúng ta sẽ trang điểm rồi. Búp bê ngày hôm nay thì sẽ trang điểm theo phong cách cổ trang, nên là mình sẽ vẽ đường mắt, đường eyeliner dài hơn bình thường. Sau đó mình sẽ vẽ mí mắt trên. Mình sẽ dùng cọ là đi một cái đường mắt cực mỏng, còn những cái đường nào nó bị em ra thì mình sẽ dùng acetone để mình chùi sau đó. Tiếp đến mình sẽ vẽ khóe mắt với cái phần đỏ đậm. Và bây giờ mình sẽ dùng cọ để cho những màu mắt lên trên mắt của búp bê. Hôm nay mình sẽ kết hợp ba màu, đó là màu xanh lá cây, một ít màu tím ở giữa mắt và cái đuôi thì mình sẽ dùng màu nâu đậm. Kết hợp và chúng ta loan đều ba màu với nhau để tạo thành cái màu mắt rất là đẹp và đặc biệt trong đề ngày hôm nay ha. Mình sẽ dùng cái màu nâu đậm đó để làm cái điểm nhấn cho đôi mắt ngày hôm nay. Và mình sẽ vẽ lông mi cho bên này. Tiếp theo mình vẽ một cái hoa văn ở chính giữa trán, ở chính giữa hai lông mày cũng bên này ha, vì búp bê này hôm nay theo phong cách cổ trang mà, nên là chúng ta sẽ vẽ bạn Thanh Trúc yêu cầu là giống như một công chúa cổ trang, nên là mình sẽ vẽ cái hoa văn ở đây nha. Cái này thì mình xem trên mạng có rất là nhiều hoa văn luôn, nhưng mà mình đã chọn một cái hoa văn giống như là cánh hoa vậy đó các bạn. Tiếp theo là vẽ chân mày. Chân mày hôm nay mình sẽ vẽ hơi ngang, hơi sắc lên một tí, tạo vẻ quyền lực cho công chúa. Giờ thì mình sẽ vẽ phần môi. Môi thì mình sẽ dùng màu đỏ nha, và mình sẽ tô full môi luôn. Và mình tô cho cái môi này nó đầy đặn ra một chút. Dùng một cái màu đậm hơn để chúng ta vẽ khóe môi. Và chúng ta tô một lần nữa cho đôi môi này nó có màu đẹp hơn nè. Tiếp theo mình sử dụng cái chai keo kim tuyến này và mình tô lên cái hoa văn ở giữa. Tô lên thì trong cái hoa văn này nó nổi bật hẳn luôn. Rồi mình sẽ tô lên mí mắt nè. Mí mắt dưới và một ít lên mí mắt trên. Việc này thì giúp cho đôi mắt long lanh các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đánh khối ở mũi nè và đánh mắt hồng giống bên này. Mình tô bóng ở phần mắt nè, môi, và mình cũng tô lên mí trên mí dưới của búp bê nữa để nhìn vào là đôi mắt càng long lanh hơn luôn. Và tiếp theo đó mình sẽ gắn lông mi giả. Hôm nay mình sẽ gắn lông mi thật là dài cho đôi mắt búp bê của trang hôm nay. Vậy là mình đã hoàn thành xong việc trang điểm búp bê này rồi. Nếu các bạn thích nhớ nhấn like cho video này nha. Và đừng quên là toàn bộ những cái gì ở trong video này mình sử dụng thì mình sẽ để đường link phía dưới mô tả các bạn. Rồi bước tiếp theo chúng ta sẽ may một bộ đồ cổ trang. Và mình tìm được miếng vải này nó cũng hơi cổ trang, nên là mình sẽ may cái váy mà ở trong video trước. Thì chúng ta sẽ có phần áo trên và áo và phần váy ở dưới. Cái này thì mình cũng đã may rất là nhiều trong video rồi. Đồ cổ trang nên là mình may cái phần váy ở dưới rất là dài luôn, dài qua chân của búp bê luôn các bạn. Đó, mình may cái miếng dáng đằng sau nữa là xong rồi. Ở phần ngực búp bê thì mình sử dụng thêm một cái dây phi băng màu vàng nữa. Công chúa cổ trang thì thường có vàng bạc để tôn lên cái vẻ sang trọng. Vậy là đặt xong cái váy mặt bên trong búp bê rồi nè. Cái phần may đồ thì mình khó nhất là kiếm vải, tại vì mình có rất là ít vải. Rồi bây giờ sẽ may cái phần áo dài bên ngoài búp bê nha.
đó thì mình không phải là một người máy chuyên nghiệp nên là mình đã làm theo cách mình thôi, làm sao để nó nhanh nhất mà nó vẫn đẹp. Thì nếu các bạn cũng không biết máy như mình thì các bạn có thể làm theo cách mình nhé. Chúng ta đã đo được D và cắt ra được hai cánh tay nè. Bây giờ mình luồn hai cái cánh tay bụng D vào là chúng ta có một cái phần ảo khoác rồi. Còn tiếp theo đó thì mình sẽ cắt to phần dưới nó đẹp hơn và chúng ta sẽ may ren xung quanh. Khi mà may xong thì phần áo choàng của chúng ta sẽ trông như thế này. Tiếp đến thì mình sẽ đo cái phần tay áo. Mình cứ đặt bên lên một miếng vải là gấp đôi và mình vẽ. Sau đó cắt ra và may thôi. Và chúng ta sẽ có hai cái tay áo bằng nhau. Mình cũng sẽ tìm một cái ren đẹp để mình may viền nhé. Mình may ở phần viền này cho nó thành nổi bật luôn. Mình cái váy. À, nó lại phải có hai lớp nhưng mà hôm nay mình kiếm vải nên là mình chỉ may một lớp. Một lớp áo choàng các bạn. À, mình sử dụng cái sợi dây với băng màu vàng đính vào cái phần tay áo để cho nó tông xịt tông với lại phần ngực áo. Rồi bây giờ mình đã may xong phần tay áo rồi nè. Mình sẽ đáp vào phần áo choàng. Cũng sẽ trang trí bằng cái dây đi băng màu vàng ở đây luôn nha. Rồi vậy là mình đã may xong rồi nè các bạn. À, chúng ta cùng mặc thử vào trong đi. Nó khá là vừa vặn với cái này luôn. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần làm một cái dây đai. Dây đai như eo thì mình sử dụng cái miếng vải lúc nãy luôn nè. Miếng vải để may phần áo trên các bạn. Rồi chúng ta cắt ra và may thành cái dây đai nha. Mình sẽ có một cái phần vải trang trí ở phía dưới nữa. À, chúng ta may vào dây đai luôn. À, mình đã may xong rồi để bây giờ mình sẽ mặc thử chiếc búp bê. Cái sau thì mình đã may miếng dán. Chúng ta có thể mặc vào rất là dễ dàng luôn. Vừa vặn quá nè. Bây giờ thì cái bộ trang phục của chúng ta sẽ trông như thế này. Và để nó không đơn điệu thì mình dùng kim chỉ mình may thêm cái dây pha lê này. Vì đây là một công chúa mà đâu thể nào mặc đồ bình thường được đúng không? Mình sẽ may thêm cái dây pha lê màu vàng này lên nữa. Rồi và chúng ta làm thêm những cái hạt thế này để đính lên cái dây đai các bạn. Mình sẽ cài vào cái dây pha lê. Rất là đẹp. Và mình đã làm một đôi bông tai cho búp bê này. Và tiếp theo là một cái vòng cổ. Cái tiếp thì mình sẽ gắn đầu búp bê vào trong cái body và chúng ta sẽ làm tóc cổ trang nhé. Mình cũng làm tóc rất là đơn giản thôi, mình thắt biến hai bên và sẽ dùng kim chỉ để may trên đỉnh đầu. Mình dùng kim chỉ may thì lúc mà bạn chủ nhân không thích thì chúng ta có thể gỡ ra và chúng ta mặc đồ bình thường búp bê, mặc đồ bình thường và thả tóc ra búp bê được nhé. Bây giờ thì mình đang cài mấy cái tâm cài nữa nè. Mấy cái tâm cài này thì mình cũng tự làm. Búp bê này thì cái đầu hơi to nên là chúng ta sẽ phải cài nhiều trong một chút cho nó nổi bật. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm những bức ảnh thật là xinh đẹp của búp bê ngày hôm nay nha. Và nếu các bạn thích nhớ like, share và subscribe video, chúng ta sẽ gặp nhau trong video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Của chúng ta thì búp bê này đang bị ưu tóc rất là nặng nề luôn. Búp bê này thì mắt có thể nhắm và mở được nha các bạn. Ở phía trước mình đây có một nút bấm và phía sau thì có chỗ để đinh, có thể là búp bê này tắt nhạc được đó. Thì lý do kỹ thuật nên là video này đã bị mất rất là nhiều file, mất file làm tóc nha các bạn và mất luôn cả file làm đồ búp bê nữa. Mình rất là buồn nhưng mà mình sẽ cố gắng còn bao nhiêu file mình sẽ đưa vào đây cho các bạn hiểu video này hơn nha. Và chúng ta còn file ướp trang điểm búp bê này nè. Lúc này là mình đã vẽ xong cái đường viền mí nè và đường nếp mí nữa. Tiếp theo mình sẽ đánh cái phần mắt ở phía dưới màu nâu nhạt. Mình vẽ lông mi dưới nữa. Đánh phần màu mắt xanh dương rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ lấy màu đỏ để mình đánh phần đuôi mắt và đầu mắt. Cái màu đỏ này sau khi nó hòa quyện với màu xanh dương thì nó lại ra một màu tím nhạt rất là đẹp các bạn. Thôi và nhấn ở giữa môi này cũng như là hai cái đầu môi trên đó. Và chúng ta sẽ nhấn ở hai cái môi nữa nha. Kế tiếp là mình sẽ vẽ phần chân mày. Hôm nay thì mình vẽ chân mày đơn giản và nhạt thôi. Tô phần mí mắt màu xanh luôn để cho nó hợp tông với lại cái màu mí mắt trên các bạn. Và cái màu xanh này thì mình đã pha từ màu trắng nè, một chút màu tím và một chút màu xanh nữa. Kế tiếp là
là sẽ tối nay phần kim tuyến gấp cánh để nhấn mạnh cho đôi mắt thật là đẹp nha. Giờ thì chúng ta sẽ đến với phần má hồng. Mình sẽ dùng cây cọ to để tô má hồng cho nó lan ra đều trên khuôn mặt búp bê. Mình sẽ tô một lần nữa để cho phần má hồng này nó rõ hơn, trông búp bê sẽ dễ thương hơn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái phần sơn bóng các bạn để tô lên phần môi cho búp bê này. Và mình cũng tô lên một ít ở trên mắt nữa. Thì nó còn nhấn một ít màu vàng, đuôi cũng có sấm sấm cũng đáng yêu các bạn. Nên là mình đã làm xong cái bộ tóc này, không biết là bạn Sang có thích không nữa. Các bạn thấy cái bộ tóc này nó có hợp với khuôn mặt búp bê không? Nếu mà hợp thì hãy nhớ nhấn like nha và bình luận phía dưới cho mình biết nữa. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một số tay nhỏ nhỏ còn sót lại thôi về may đồ cho búp bê. Ngày hôm nay thì mình sẽ may đồ này tiên cá cho búp bê, nên nó cũng sẽ giống giống như cái video tập trước các bạn. Phần áo thì mình sẽ dùng một miếng vải, sau đó mình sẽ may nhúng lại. Và phần áo này thì nó sẽ rất dễ tuột xuống, nên mình đã may thêm hai cái dây áo hai bên bằng dây ri băng nè. Ở phía trên cổ búp bê thì mình đã làm một cái vòng gỗ nha các bạn, cũng từ cái dây ri băng đó ha. Và phía sau sẽ có một phần móc cài để chúng ta mang vào cho búp bê dễ hơn. Còn đây là phần cái váy đuôi cá ở phía dưới cho búp bê nè. Mình cũng sử dụng một loại vải kim sa, loại vải này thì có ánh màu xanh và cho nó hợp trong với lại mái tóc các bạn. Phần đuôi cá mình cũng may bằng vải kim sa màu xanh và bên trong này thì mình có sử dụng dây kẽm để mà dán bên trong để giúp cho phần đuôi cá định hình tốt hơn. Rất là tiếc vì mình đã mất những video đó rồi. Ở những phía ngoài thì mình sẽ dán thêm những cái dây này để trang trí. Ở phía sau cái váy đuôi cá này thì cũng có miếng dán để chúng mình mặc vào cho búp bê nhé. Và đây là phần làm kẹp tóc và vây cá cho búp bê. Hôm nay mình đã sử dụng một cái miếng xốp kim tuyến và cắt ra hình giống như là vây cá vậy đó. Cũng sẽ sử dụng những dây trang trí để mình dán lên tạo điểm nhấn cho cái vây cá. Mình sẽ trang trí thêm cho cái vây cá này bằng những cái loại hạt trang trí thế này nhé. Chỉ đơn giản vậy thôi là đã hoàn thành xong cái kẹp vây cá chấm búp bê rồi. Ở đằng sau thì mình sẽ dán cái kẹp nhỏ để chúng ta đính thành tóc chấm búp bê. Mình đã làm cho búp bê này một đôi bông tai ngọc trai rất là xinh xắn các bạn. Và cái tiếp là vòng tay ngọc trai cũng cùng bộ với lại bông tai luôn nhé. Vậy là mình đã biến hóa xong búp bê ngày hôm nay rồi. Nếu các bạn thích hãy nhấn like, subscribe và share video nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.